Xin kính chào quý vị khách hàng cùng anh chị em và mọi người. Hôm nay đồ gỗ Hùng Thịnh Phát đã hoàn thiện xong tủ thờ thẳng 998 gọi là 9 ô. Tủ thờ này được anh em lựa gỗ rất là đẹp, và kích thước của tủ thờ 98 này là cao 1m47 và chiều rộng của nó 1m54 và chiều sâu là 81. Móng vân rất là đẹp các quý vị. Thì làm mộc xong rồi lập nguội, tràn nhám mộc đeo ra tẩy hút mù, rồi sau đó vào bắn lót thì vân nó mới nổi lên nha quý vị. Bên em thiết kế đóng là bên trên nóc này là gỗ cộng quý vị nhé. Rồi hai bên rồi cộng. Đây là cánh mở vô mở ra. Cẩm tím nha quý vị, cẩm này bây giờ là rất là mắc tiền. Bên trong này là bên em đóng bằng chất liệu gỗ gò đỏ. Làm cái này thì chi phí tiền này nó rẻ hơn. Tủ này mà quý vị khách hàng mà có điều kiện thì đóng hết toàn bộ là gỗ cẩm lai nó mới đẹp quý vị. Tủ này là có nhiều cách gọi như quý vị nha, người thì gọi là tủ phẳng, người thì gọi là tủ ba, tủ 98. Bên em sản xuất rất là nhiều mặt hàng. Nếu như quý vị thắc mắc thì có nhu cầu xin liên hệ với đồ gỗ Hùng Thịnh Phát để được bên em tư vấn và giá cả hợp lý. Số điện thoại liên lạc 0911728939. Đến đây xin kính chào quý vị lần sau, hẹn gặp lại.